Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hải Hùng Tô Lâm ăn phải bún trộn phân vịt. Bản tin bún trộn phân vịt ở Bedin đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước với những bình luận positive, tức là tốt, và có những bình luận negative, tức là không tốt. Tuy nhiên, đây là tự do ngôn luận nên các bạn có thể tự do chia sẻ và bày tỏ, biểu đạt những ý nghĩ và cảm tưởng của mình. Nhưng điều không may mắn đã đến, đó là phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam do ông tướng Tô Lâm dẫn đầu đã nhiều lần sang tới Đức như những trung tâm thương mại thế này, và ông đã vào những khu trung tâm đó để ăn món bún chả mẹt, vì đây là món đặc sản của người miền Bắc được bán ở các nhà hàng tại đây. Ngoài chuyện vào chợ thì các quan chức của Việt Nam khi sang Đức hay được đưa đến những nơi mua sắm sang trọng của Đức như KDV, nơi họ có thể mua những chiếc đồng hồ Rolex trị giá 20.000 đô la là chuyện nhỏ. Rất nhiều quần áo, giày dép. Có những phái đoàn sang chỉ trong một thời gian rất ngắn, họ đã mua hết gần 100.000 đô la tiền hàng. Đó là chia sẻ của những người dẫn đoàn đi mua hàng ở những trung tâm mua sắm này mà Thời báo.de có được. Vậy câu hỏi đặt ra là tiền ở đâu ra mà họ có thể mua sắm một cách phung phí vô tội vạ như vậy, khi lương của những ông đại tướng Tô Lâm hoặc những tướng trong Bộ Công an và những quan chức tùy tùng chỉ 50 triệu đồng một tháng được, mà có thể vẫn mua được những chiếc đồng hồ đắt tiền. Điều đó chứng tỏ vì sao trong những cuộc họp báo vừa qua chúng ta đã chứng kiến việc ông Trung tướng Tô Ân Sô, Công an Việt Nam, đã thường đeo một chiếc thắt lưng Hermes trị giá hàng ngàn đô la mà tiền lương của ông ta không thể mua được. Thì đó chỉ có thể là tham nhũng, hối lộ của dân mà thôi. Đó chính là tiền thuế của người dân mà đáng nhẽ 100 triệu người dân được hưởng, chứ không phải ông ta. Vì tham nhũng chính là hành động ăn cắp, nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang giáo giết tìm mọi cách để có thể ngăn chặn tệ nạn này trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng dường như vô vọng, vì ông ta đã quá già và số lượng đảng viên tham nhũng thì vô vàn. Cũng tại Đức này, nơi có các nhà hàng như vậy, thì nhân vật ở Đức người ta gọi là đại gia, nhưng thực tế thì cũng không hẳn như vậy, hay lăng xăng đưa đón đoàn của Bộ Công an Việt Nam và ngay cả ông Tô Lâm. Thì những người trong đoàn này đã kể lại rằng họ đã được đưa đến ăn nhậu ở những nhà hàng như vậy, có món bún chả, có món bún mẹt, và phải chăng họ cũng ăn phải món bún trộn phân vịt. Sau khi ăn xong ở các nhà hàng người Việt Nam như vậy thì thường họ được lặng lẽ, kín đáo đưa đi những nơi ăn chơi khác, đó là những nhà thổ ở bên Đức hay dùng để cho những cái cô gái làm nghề mãi dâm vào đó để bán dâm. Và những quan chức của Việt Nam này họ rất thích vào đó để họ thưởng thức xem gái Đức, gái châu Âu như thế nào. Thì đây là cái điều cũng rất đặc biệt mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường sang đây công tác, nhưng thực ra phía sau họ là ăn chơi, là mua sắm, là tiêu xài tiền của không biết ở đâu mà có. Cũng sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra vào năm 2017 thì hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam đã bị đình chỉ. Và từ đó trở đi, những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự tiện dùng những hộ chiếu ngoại giao đi vào Đức để ăn chơi, mua bán như vậy nữa. Và chính vì vậy mà rất nhiều văn phòng của người Việt Nam chuyên làm dịch vụ đưa đón quan chức đi ăn chơi, mua sắm như vậy ở Đức và châu Âu đã phải đình chỉ hoạt động, bán xe, phương tiện và bãi bỏ người làm. Đây là một thực tế đã xảy ra. Hiện nay, ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đầy quyền lực. Ông sẽ không quên được vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra vào năm 2017. Và ông cũng chẳng thể quên được món ăn có thể nói là bún trộn phân vịt mà ông ta và đoàn của ông ta có thể đã ăn phải ở những cái quán nhà hàng tại những trung tâm thương mại của người Việt Nam ở Berlin. Và dù ông Nguyễn Phú Trọng có đốt lò đến bao nhiêu thì ông Tô Lâm cũng vẫn sẽ sang London để tiếp tục ăn món bò rát vàng mà ông ta thích thú. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với hôm nay với bản tin Hải Hùng, Tô Lâm ăn phải bún trộn phân vịt.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.